Trời ơi, cái con que gì đây? Đã có lỗi xảy ra rồi các bạn ạ. Quá buồn, chỉ có tí mà lỗi xảy ra. Tôi sẽ xem lại lỗi là gì và ở đâu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Angular với backend là .NET API và SQL Server. Và trước thì ta đã thêm một hàm API là save file. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cần thêm một hàm API nữa. Đấy là lấy tất cả các tên thực đơn ở trong món ăn controller, vì ta sẽ sổ ra tùy chọn để người dùng chọn ở màn hình món ăn, xem món ăn này thuộc thực đơn nào. Tôi sẽ copy nguyên API get ở trên và sau đấy sẽ chỉnh sửa lại. Chúng ta sẽ đổi tên hàm. Chúng ta sẽ đặt tên là get o thực đơn. Get all item thực đơn. Lấy tất cả các tên thực đơn. Ở trên thì chúng ta sẽ cấu hình một chút. Sẽ là root hướng dẫn. Là get all item thực đơn. Tiếp đến trong câu query select thì tôi sẽ select từ bảng thực đơn thay vì bảng món ăn. Chúng ta sẽ select tên thực đơn từ bảng thực đơn. Ta chỉ cần mình cột này thôi. Ta chỉ cần lấy mình tên thôi, tên thực đơn ra thôi. Tiếp đến thì ta sẽ thêm một folder để chứa ảnh lần trước. Lần trước ta quên chưa thêm một folder để chứa ảnh. Này ta sẽ thêm một folder để chứa ảnh. Ta sẽ add new folder và đặt tên là photos, có s ở cuối, trùng với đường dẫn mà chúng ta đã cấu hình ở bài hôm trước. Nếu bạn thấy là tôi đã tạo một ảnh cơm.jsp ở đây. Tiếp đến thì chúng ta sẽ test các API chúng ta vừa sửa ở bài này và bài ở bài hôm trước. Đã có lỗi xảy ra. Có lẽ là do RAM và ổ cứng của tôi quá yếu. Nhưng mà sẽ lên thôi. Chúng ta sẽ mở browser và truy cập đến trang web đường dẫn là localhost 2.5126. Các bạn hãy like, ủng hộ và subscribe để mình có động lực mua máy tính mới và ra thêm nhiều bài học hấp dẫn hơn nữa. Có gì góp ý hãy để lại comment ở phía dưới nhé. Chúng ta sẽ cùng truy cập vào địa chỉ đường dẫn http 2.1126.
chéo, gạch chéo, logo hai chấm, logo hot 2.5126 swapper.index. Trời ơi, cái con que dí đây. Là có lỗi xảy ra rồi các bạn ạ. Quá buồn, chỉ có tí mà lỗi xảy ra. Tôi sẽ xem lại lỗi là gì và ở đâu. À, tôi thừa một sự chữ K đây, không biết là lỡ tay nhấn vào lúc nào. Chúng ta sẽ hot reload lại project của chúng ta. Chúng ta sẽ gửi gì loát lại. Vẫn lỗi các bạn ạ. Không hiểu vì sao. Chúng ta sẽ thử đọc lỗi. Ta thử restart lại cả application luôn. Vẫn lỗi. Các bạn có phát hiện lỗi ở đâu thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết nhé. Chúng ta sẽ thử đọc lỗi nào. Chúng ta thiếu chữ HTTP GET các bạn ạ. Nó đang không hiểu được là API thuộc dạng nào. Chúng ta sẽ chuyển thành HTTP GET. Ok. Chúng ta sẽ hot reload thôi. Mong là sẽ thành công. Vẫn lỗi. Hợp những lỗi như thế này rất khó chịu các bạn ạ. Không biết sai ở đâu mà sửa. À, đã lên rồi. Như vậy là bây giờ mới loát xong. Đúng là chúng ta thiếu HTTP GET thật và đã thành công. Chúng ta sẽ lấy chạy hàm API GET all tên thực đơn. Get all tên thực đơn chứ không phải là get all item thực đơn các bạn ạ. Có vẻ lâu. À đã ra rồi, đang định test API kia. Thì đã ra rồi, đã ra ba tên thực đơn. Chúng ta sẽ thử hàm lưu ảnh HQ. Đấy các bạn ạ, không có ảnh gì thì nó sẽ lưu tên là cơm.jp. Như vậy là hai API mới của chúng ta đã thành công. Chúng ta đã tạo xong tất cả các API ở backend. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.